Cơn mưa vàng giúp anh thợ câu bội thu cá lóc. Anh em bảo đi câu là môn đam mê trời đầy, nắng không chịu ở nhà, mưa cũng không ở nốt. Biết nói sao được, chỉ cười và tiếp tục bước thôi. Nhưng đối với anh em câu lua thì cơn mưa này rất quý, mưa ướt lạnh chút thôi nhưng mà con cá lóc nó lại rất thích đi ăn vào lúc này. Anh thợ câu chọn con chuột hơi để câu vì action của nó tốt, không bị lần bởi hạt mưa rơi. Dầm mưa ném ra vài đường đã có chú táp liền. Đương nhiên là chú ta phải lên bờ với anh thợ câu luôn. Vợ anh thợ câu thấy có vẻ dễ ăn nên cũng đã vác cần ra câu cùng thợ câu luôn, và thế là lại có thêm chú lóc nữa lên bờ. Nhưng mà chú này to quá làm vợ anh thợ câu giật một phát hết sức tí ngã ngửa sang đằng sau. Đam mê là có đấy nhưng mà mưa to quá chịu không nổi, lạnh nên phải vào ô tô chú đã. Tại vì kiểu thời tiết này, thời tiết gió mùa, máy mà em phải mang theo cái ảo lên không? Hay cái ảo này vào đấy tí tành mới câu tiếp nhé. Tạnh mưa ta lại tiếp tục với đam mê, đúng là có tí mưa rào và có khác, câu thấy phê hẳn mỗi tội hơi lạnh, nhớ mang áo theo để thay.